Jack lấy đồ uống ở Campuchia. Rabbit Cafe nằm ở vùng ngoại ô, thuộc tỉnh Kando, Campuchia. Địa chỉ này đón khách từ đầu tháng 7 nhưng gây chú ý bởi mô hình kinh doanh độc đáo. Đồ uống ở đây có giá trung bình 6.000 riel, khoảng 35.000 đồng. Tuy nhiên nếu gom đủ 100 chiếc cốc nhựa, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức đồ uống miễn phí. Ngoài ra nếu chủ động mang ly của mình đến, không sử dụng ly của quán, khách sẽ được giảm giá 30%. Chủ quán, anh Al Van Day 32 tuổi cho hay, toàn bộ vật dụng trang trí trong quán đều là đồ tái chế. Vách tường của quán được làm từ hàng trăm vỏ chai. Một số trang trí được thiết kế từ những chiếc lá khô chủ quán lấy trong rừng. Quán được chia làm nhiều không gian khác nhau. Khách thích yên tĩnh có thể ngồi bên trong, nơi có kệ sách và nhiều góc trang trí được làm từ đồ tái chế. Bằng cách thu thập rác thải từ khắp nơi để trang trí cho quán, anh Van Day hy vọng giúp thực khách đến đây hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm của rác, từ đó nâng cao nhận thức và hạn chế hành động xả rác. Quán không chỉ đón khách là người địa phương mà còn cả người nước ngoài. Không gian nơi đây cũng được anh Van Day thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, lớp học về rác cùng các hoạt động cho trẻ em.